Và giờ sẽ là lúc chúng tôi mời quý vị gặp lại biên tập viên Việt Hoàng, người mà chúng tôi vẫn gọi đùa với cái tên là anh da nâu của mục tiêu điểm tuần. Và có vẻ như là tuần vừa rồi, anh Hoàng thân mến, có khá là nhiều thứ chúng ta có thể điểm qua, như là nước mắm, như là Boeing 737, hay là chuyện cấm thí điểm xe máy vào nội thành chẳng hạn. Vâng, kính chào quý vị khán giả. Thực ra thì tất cả những câu chuyện mà anh Sơn Lâm vừa liệt kê ở trên thì nó đều khiến cho tôi thấy rất tò mò. Từ việc là tại sao lại là cấm xe máy mà không phải là cấm mô tô? Tại sao thứ nước chấm quốc dân của người Việt Nam giờ lại phải thay đổi rồi bàn cãi xem gọi nó là gì? Và càng tò mò hơn là không biết số phận của những chiếc Boeing 737 MAX 8 mà hãng hàng không nào đã chót mua thì sẽ được xử lý như thế nào? Tuy nhiên, sự việc làm tôi tò mò hơn cả, đơn giản vì tôi cũng là một người có con nhỏ. Đó là tại sao thật đen đủi và ngẫu nhiên đến mức là hơn 60 học sinh mẫu giáo của cùng một trường học tại Bắc Ninh lại đều có kết quả xét nghiệm dương tính với sán lợn? Con số này có thể sẽ còn thay đổi. Đây là khuôn viên của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Suốt cả ngày hôm qua, hàng trăm phụ huynh và con em họ, tuổi đều dưới 10, đứng chờ đến lượt xét nghiệm. Điểm đặc biệt là các bệnh nhi đều đến chỉ từ một ngôi trường, trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh. Trước đó một ngày, sau khi hai cháu bé tại trường được bệnh viện xác định dương tính với sán lợn, hàng trăm phụ huynh đã quyết định nghỉ làm để đưa con lên Hà Nội xét nghiệm. Hỏi trực tiếp cô giáo hiệu phó là có hai cháu bị nhiễm sán rồi thì là gia đình phải cho hai cháu đi. Số lượng bệnh nhân đăng ký quá đông khiến bệnh viện phải sử dụng cả hội trường và phòng họp để tiến hành xét nghiệm cho các cháu. Riêng trong một buổi sáng hôm qua đã có tới 236 mẫu máu được lấy. Chúng tôi cũng có kế hoạch là sẽ tăng cường hết nhân lực phục vụ bệnh nhân kể cả ngày thứ bảy chủ nhật. Theo các bác sĩ, trường hợp người bị nhiễm ấu trùng sán thì sán có thể chui vào não, mắt, cơ và da. Phía bệnh viện cũng cho biết tỷ lệ trẻ cùng lúc bị nhiễm sán lợn như thế này là bất thường. Thực ra mà nói thì cái tỷ lệ này bình thường là rất thấp và hầu như không có. Nhưng mà tôi đã nói nó tùy thuộc vào tập quán ăn uống và cái môi sinh, môi cảnh ở cái chỗ đó nó có hay không. Cũng trong sáng ngày hôm qua, hơn trăm học sinh khác đến từ trường mầm non Thanh Khương cũng đã làm thủ tục xét nghiệm tại Viện Sốt rét Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương. Các kết quả xét nghiệm tiếp theo của hai bệnh viện vẫn sẽ được tiếp tục cập nhật. Đến tới muộn hôm qua là 62 trường hợp dương tính. Đó cũng sẽ là chủ đề duy nhất mà tôi muốn đề cập ở trong phần điểm tuần ngày hôm nay. Sán lợn đến từ đâu? Đây cũng là câu hỏi mà hàng trăm phụ huynh tại trường mầm non Thanh Khương, tỉnh Bắc Ninh muốn có đáp án. Ở đây thì chúng tôi chỉ dám đưa ra các giả thiết, giống như một game show vậy. Một, thủ phạm chính là các phụ huynh. Khi mà trong bữa cơm gia đình đã mua nhầm thịt lợn có nhiễm trứng sán. Với giả thiết này thì không phải là quá khó để xác minh. Các phụ huynh có thể đi xét nghiệm máu bản thân là sẽ biết ngay thôi, trừ khi quý vị luôn cho con mình ăn riêng một khẩu phần khác. 2. Thủ phạm là quán xá vỉa hè. Trường hợp này thì đúng là khó xác minh thật. Chỉ lạ là hàng chục cháu của cùng một trường lại đều ăn phải thức phân bẩn nhiễm sán lợn ở bên ngoài. Nếu thật sự là vậy thì đúng là đáng tiếc cho đề án mà cả tỉnh đang thực hiện là Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn. Hy vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Và giả thiết thứ ba, đó là từ bếp ăn của nhà trường, nơi mà các cháu được gửi học bán trú. Giả thiết này là có cơ sở nhất khi mà đây là những hình ảnh được giáo viên ghi lại tại nhà bếp của trường mầm non Thanh Khương vào cuối tháng 2 vừa rồi. Những miếng thịt lợn, cả sống và chín đều xuất hiện nhiều hạch nhỏ, màu trắng như là sán gạo, thậm chí có thể dùng tay tách những hạt này ra khỏi miếng thịt. Và giả thiết thứ tư, giả thiết cuối cùng, đó là các đối tượng khác chưa xác định rõ. Cái này thì chỉ có cơ quan quản lý và cơ quan điều tra mới có thể xác định giúp chúng ta mà thôi. Mỗi quý vị có thể sẽ tự có một phỏng đoán riêng. Còn ngay bây giờ tại trường quay thì tôi muốn mời một người sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Đó là phóng viên Nguyễn Sơn, người đã đi theo câu chuyện này ngay từ đầu, kể từ khi phát hiện những cái miếng thịt lợn bất thường ở bếp ăn trường Thanh Khương cho đến việc là ngày hôm qua ghi nhận hàng trăm phụ huynh bỗng đổ lên Hà Nội để xét nghiệm ngay cho con xem là có bị nhiễm sán lợn hay không. Vâng, thưa anh Sơn, với tư cách là cá nhân anh thì anh nghiêng về cái giả thiết nào hơn ạ? Vâng, chào anh Việt Hoàng, xin chào quý vị khán giả. Tại cái thời điểm này thì như cá nhân tôi hay là các bác sĩ mà tiến hành các xét nghiệm cho cháu có lẽ cũng chưa thể đưa ra được cái kết luận gì cả. Mà thực sự thì chỉ có cơ quan điều tra thì mới có thể đưa ra cái kết luận chính xác về cái việc đó thôi. Tuy nhiên thì theo cá nhân tôi thì tôi vẫn nghiêng nhiều về cái phương án thứ ba, đó là từ các bếp ăn của nhà trường. Bởi vì như anh thấy thì các cô giáo cũng đã ghi lại những hình ảnh từ những cái miếng thịt bị nhiễm sán như vậy.
và hai lần chứ không phải là một lần ở trong tháng 2. Thì cụ thể hơn, bếp ăn nó là do nhà trường hay là do đơn vị cung cấp? Tất cả các thực phẩm được nấu trong bếp ăn đó thì chỉ duy nhất một cái đơn vị là công ty Hương Thành cung cấp cho bếp ăn thôi. Thì tôi vẫn nghiêng về cái phương án thứ ba. Thế thì chúng ta hãy bàn sâu hơn một chút về cái giả thiết này đi. Tôi cũng vẫn nhớ cái đơn vị mà cung cấp thức ăn cho trường Thanh Khương đó là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư tài chính Hương Thành. Sở dĩ tôi nhớ cái tên này khá là rõ vì tôi khá ấn tượng với câu trả lời phỏng vấn của vị giám đốc mà anh Sơn đã từng hỏi khi mà phát hiện ra thịt lợn có hạch ở trường mầm non. Chúng ta hãy cùng xem lại câu trả lời của vị này, rất ngắn gọn thôi. Thịt thì lại không có xuất hiện tình trạng gì cả. Đấy, chỉ có là vấn đề nhà bếp là thấy có tình trạng là sản phẩm nó không đảm bảo thì nhà trường nhà công ty đổi thôi. Chứ còn cũng không có một cái hiện tượng gì gọi là để hai bên làm việc bằng biên bản và mang đi phân tích và xét nghiệm cả. Đấy, cái đó nó không rõ rệt. Đấy, tôi ấn tượng vì tôi thấy vị giám đốc này thực ra lại còn rất là tốt và có trách nhiệm. Dù ông này khẳng định là thịt bên mình cung cấp là không có vấn đề gì cả, chắc chắn là không, nhưng mà lại rất hào phóng khi nói rằng là nhà bếp thấy không ổn thì công ty đổi thôi. Tôi nói thật với anh Sơn là bình thường mà tôi mà đi ăn quán mà tự nhiên xin đổi hay là xin trả món vô cớ là thế nào, bị chủ quán mắng. Không biết là với anh Sơn thì là người được tiếp xúc nhiều hơn với vị giám đốc này thì anh thấy thế nào? Tôi thấy ông ấy thì là người khá là kiệm lời. Tôi cũng không có cảm nhận gì nhiều lắm về cái vị giám đốc này. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi đặt câu hỏi thì ông ấy trả lời rất ít, hoặc ông ấy sẽ cố tìm cách là trả lời làm sao cho nó không trúng với cái câu hỏi của chúng tôi đặt ra. Tuy nhiên thì khi mà chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về cái doanh nghiệp này thì tôi được biết là cái công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Hương Thành này thì được cấp giấy phép hoạt động từ ngày 23 tháng 3 năm 2018. Nghĩa là tính đến nay thì còn thiếu vài ngày nữa thì mới đủ một năm hoạt động. Tuy nhiên thì công ty này vẫn được lựa chọn để trở thành một cái nhà cung cấp thực phẩm cho những 19 trường học ở trong huyện. Mà theo nguyên tắc thì có lẽ anh cũng biết là cái việc để lựa chọn một công ty như vậy thì ban giám hiệu mỗi trường sẽ phải làm việc cùng với phòng giáo dục đào tạo của địa phương, của huyện để thẩm định xem là cái đơn vị cung cấp này có đạt tiêu chuẩn hay không. Mà ở đây thì có tới những 19 trường lựa chọn đến đơn vị này để cung cấp cái thực phẩm từ đầu năm học 2018 đến 2019, thì có lẽ là cái năng lực của cái công ty này có lẽ là rất là uy tín mới được lựa chọn như vậy. À, đúng rồi, 19 trường. Nếu thế thì ví dụ như giả thiết thứ ba chúng ta vừa đưa ra đó là thịt từ nguồn vào có vấn đề, thì có nghĩa là rủi ro có thể đến với cả học sinh của 18 trường còn lại ở trên địa bàn huyện được không ạ? Vâng, tôi cũng nghĩ có lẽ là cũng không nên loại trừ cái rủi ro đó, bởi vì theo cái thông tin mà sáng nay tôi cập nhật từ các bệnh viện tại Hà Nội ấy, thì là có một số phụ huynh từ các trường ở trong huyện, chứ không chỉ là cái trường mầm non Thanh Khương. Ngay trong sáng hôm nay từ 3-4 giờ sáng họ đã đội mưa đưa con đến các bệnh viện ở tại Hà Nội để xét nghiệm sau khi nhận được cái thông tin hôm qua là có hơn 60 cháu bị nhiễm sán lợn. Thì có lẽ đó cũng là một cái rủi ro không thể loại trừ được. Tôi thực sự là hy vọng là không rơi vào cái kịch bản đó. Nhưng mà hôm qua thì tôi cũng được biết là anh Sơn đã chạy ngay về Bắc Ninh để hỏi ý kiến của chính quyền địa phương về sự việc là hàng trăm phụ huynh bỗng đưa con lên Hà Nội để kiểm nghiệm như vậy. Thế thì không biết là kết quả như nào? Tôi cũng đã cố gắng liên hệ với rất nhiều các cơ quan chức năng tại địa phương. Tuy nhiên thì hơi đáng buồn một chút là kết quả cũng không được khả quan cho lắm, bởi vì chúng tôi cũng không thu được nhiều ý kiến cho lắm. Tuy nhiên thì tôi cũng đã ghi lại toàn bộ quá trình tác nghiệp này và xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Ngay sau khi hàng trăm phụ huynh đưa con lên các bệnh viện tại Hà Nội để xét nghiệm sán lợn, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí đã có mặt tại Bắc Ninh để tìm hiểu vai trò trách nhiệm của các cơ quan chức năng tại địa phương này. Tuy nhiên, từ lãnh đạo trường tiểu học Thanh Khương, Ủy ban Nhân dân xã, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành đều từ chối trả lời. Chỉ đến khi có sự chỉ đạo trực tiếp từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Thành mới miễn cưỡng trao đổi với phóng viên. Khi có kết luận là sán lợn do cái thực phẩm tại nhà trường thì chúng tôi sẽ xử lý. Còn có thể là nó cũng không phải là có thể là nguyên nhân, nó có những nguyên nhân khác. Thì cái này phải chờ các cơ quan chức năng kết luận. Có cái sự chậm trễ nào của các cơ quan chức năng hay không, trong khi đó thì người dân vẫn đang phải tự tìm cách phòng bệnh cho con của mình? Cái thì các cơ quan chức năng sẽ trả lời. Tôi cũng không nắm được. Hiện nay là các cháu nó đi khám thì cũng không qua các nhà trường. Thế xin cảm ơn ông. Tôi anh ơi, bọn em có ý kiến như này, từ lúc đấy giờ anh cứ nói tất cả là do ban ngành sẽ có câu trả lời, từ lúc đấy chúng tôi không thấy một câu trả lời nào nói về cái góc độ phòng giáo dục quản lý như thế nào. Cái này chúng tôi chưa có kết quả cho nên là chưa
Nhưng chẳng lẽ mình không có cái phác đồ sẵn sàng hoặc là những cái mình không có kế hoạch sẵn sàng à? Tất cả vẫn phải chờ các cơ quan chức năng, cái nào do nguyên nhân sán lợn do từ đâu thì chúng tôi sẽ có giải pháp. Xin phép anh. Liên tục né tránh các câu hỏi, lãnh đạo phòng giáo dục cũng phủ nhận vai trò trách nhiệm đối với việc kiểm soát chất lượng thực phẩm của công ty Hương Thành, đơn vị mới thành lập được 1 năm nhưng đã được lựa chọn để cung cấp thực phẩm cho 19 trường học trong huyện. Cái vai trò của phòng giáo dục đối với công ty Hương Thành thì hiện nay là đối với cái xét cái hồ sơ năng lực của các công ty. Hiện nay không phải riêng Hương Thành, các công ty có đủ năng lực thì các trường sẽ tổ chức ký hợp đồng. Phòng giáo dục không thẩm định lại? Thẩm định hồ sơ năng lực là Ban An toàn thực phẩm, người ta đã thẩm định. Như vậy là tức là phòng giáo dục không có vai trò gì với công ty Hương Thành? Phòng giáo dục có tổ chức cái có hồ sơ của công ty Hương Thành và kiểm tra cái năng lực và chúng tôi kiểm tra hồ sơ nó đủ tư cách pháp nhân. Thế thì trong cái quá trình mà đấy thì đến bây giờ thời điểm này, từ ban giám hiệu nhà trường cho đến lãnh đạo các xã đều hứa với người dân là sẽ cho các cháu học sinh đi khám, cũng như cam kết chậm nhất vào ngày 10 tháng 3 sẽ có kết quả điều tra về nguyên nhân sự việc. Tuy nhiên, cho đến khi hàng chục học sinh bị phát hiện nhiễm sán, lãnh đạo nhà trường cho biết vẫn phải chờ. Vâng, đúng là cũng đành phải chờ, tôi chưa biết làm sao. Chỉ tiếc là lũ sán thì chúng nó không biết chờ như là chúng ta. Câu hỏi cuối cùng dành cho anh Sơn đó là không biết là nếu thực sự xác định được cái nguồn thức ăn gây sán cho các cháu tại trường tiểu học, trường mẫu giáo Thanh Khương đó là từ bếp ăn của nhà trường thì theo luật có thể bị xử lý ở mức độ như thế nào? Vâng, riêng câu hỏi này thì tôi xin phép không trả lời mà tôi sẽ nhường lời cho hai vị luật sư mà tôi đã tham khảo ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Pháp luật của ta quy định rất rõ từng hành vi. Cho những ai là người cung cấp thực phẩm mà biết rõ hoặc có thể nhận biết được thực phẩm đó đang ở trong tình trạng bị dịch bệnh hoặc đang bị bệnh, không bảo đảm về mặt an toàn, chưa được kiểm tra đầy đủ về vệ sinh an toàn thực phẩm mà vẫn cung cấp thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp này thì thường sẽ bị xử lý, nó có hai cái loại chế tài tùy theo mức độ. Thứ nhất là có thể xử lý hành chính. Thứ hai, nếu đủ yếu tố cấu thành có thể xem xét xử lý hình sự. Tôi cho rằng đây là một cái hành vi nguy hiểm cho xã hội đã được quy định trong bộ luật hình sự và thực hiện một cách cố ý. Và để đảm bảo cho cái việc mà răn đe và phòng ngừa chung thì chắc chắn phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Và đây nó cần phải áp dụng cái tình tiết tăng nặng hình phạt để xử lý nghiêm nhằm răn đe riêng và phòng ngừa chung đối với toàn xã hội để đảm bảo cái sự yên tâm cho các cái bậc phụ huynh khi mà gửi con cái tới trường. Không những vậy, nó còn tạo ra một cái thế hệ mạnh khỏe để là cái là nguồn lực lớn nhất của đất nước. Cơ thể của trẻ em là nó rất. Vâng, xin nhắc lại rằng là chúng ta vẫn đang chờ kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Chúng tôi không đưa ra kết luận gì cả mà chỉ là phân tích các giả thiết, điều mà cũng đang xoay vần trong đầu của hàng trăm vị phụ huynh tại Bắc Ninh hiện giờ. Và chắc chắn là điều mà xã hội đòi hỏi không chỉ là đáp án cho câu hỏi sán lợn đến từ đâu mà còn là những ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thì cũng đã cho biết là sẽ làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện là sai phạm. Xin được cảm ơn anh Trường Sơn. Cảm ơn anh không phải vì đơn giản anh hôm nay có mặt ở trường quay này mà là cảm ơn anh vì chính những cái phóng sự của anh đã giúp cho chúng tôi cảnh giác hơn với cả những cái món ăn cho chính con em mình nữa. Và để tạm khép lại chủ đề này thì tôi muốn anh Sơn cùng với quý vị khán giả cùng xem một câu chuyện khác khá thú vị tại Trung Quốc. Khi chính quyền nước này ban hành thông báo yêu cầu là các ban quản lý trường học phải dùng bữa cùng với học sinh tại bếp ăn của trường. Các trường học phải giữ lại mẫu thức ăn để đảm bảo tìm ra nguyên nhân ngay sau khi xảy ra sự cố. Phụ huynh cũng có thể cùng ăn với con ở căng tin trường, cũng như có quyền gợi ý phản ánh cho ban giám hiệu về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng. Cùng với việc công khai nguồn cung cấp thực phẩm, thì các nhà trường cần mời phụ huynh tham gia quản lý, giám sát an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong bữa ăn. Quy định mới cũng chỉ cho phép các hàng quán được chứng nhận an toàn bán đồ ăn cho học sinh ở bên ngoài nhà trường. Nhân viên bếp ăn trường học phải kiểm tra sức khỏe hàng tuần. Nếu gian lận mua bán thực phẩm, lơ là trong công tác và gây nguy hại tới sức khỏe giáo viên, học sinh, những nhân viên bếp ăn trường học sẽ bị cảnh cáo, sa thải hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý. Những bếp ăn trường học không lưu lại các mẫu thực phẩm của các bữa ăn hay là bán các loại thức ăn có nguy cơ cho sức khỏe như khoai tây mọc mầm hay là nấm dại thì có thể bị xử phạt từ 5.000 đến 30.000 nhân dân tệ.
tương đương từ 17 triệu đồng đến 100 triệu đồng Việt Nam. Hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự. Pháp luật Trung Quốc ngày càng xử lý nghiêm khắc các tội liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.